Chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Minh Thú nhận tội ác của bà Trà My với Hải Đăng. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của Hoa Vương. Tại bệnh viện, Minh được bác sĩ vật lý trị liệu tập cho anh hồi phục lại sức khỏe và trí nhớ. Minh liên tục nhớ lại lúc anh té xuống, gương mặt của Trà My vẫn cứ in sâu trong tâm trí của mình. Bà ta không thèm cứu anh, cốt là để cho Minh chết đi, và đó là lý do để đẩy anh Thư vào tù. Do đó, thì Minh lại nhớ lại lời của Hải Đăng hỏi anh, cố gắng nhớ xem, còn ai ở đây với anh, ngoài anh Thư không? Là ai? Video này làm cho Minh ra sức cố gắng tập luyện, rồi Minh nói lắp bắp trong miệng, chính mụ ta, mụ đàn bà khốn kiếp. Sau khi Hải Đăng ra khỏi phòng của anh Thư, lập tức Trà My tới liền, đứng trước cửa phòng, bà ta lại lo ngại nhất là tên Minh, chứ không phải là anh Thư và Hải Đăng nữa. Hắn ta chẳng khác nào như một quả bom nổ chậm, có thể nổ bất cứ lúc nào. Vì thế, cho nên bà ta phải ép anh Thư ly hôn trước khi hắn ta lấy lại ý thức. Trà My bước vào phòng, không nói không rằng, mà mở tủ, lấy một bộ quần áo, ném trước mặt anh Thư, mà nói, cô thay đi. Sau đó, bà ta lấy điện thoại, gọi cho Minh Châu. Bà ta nói, con dâu của tôi liên lạc với cô rồi đúng không? Cô cứ lên bài làm sao cho tập đoàn Tinh Hoa ít bị ảnh hưởng nhất là được. Bà ta muốn lấy Minh Châu, ép anh Thư phải công khai ly hôn trước báo chí cho bằng được. Trong khi anh Thư rất còn mệt mỏi vì mới bị sảy thai. Trong khi đó, Minh đã nhớ lại toàn bộ câu chuyện. Hắn ta liên tục đòi gặp người giám hộ. Khi Hải Đăng tới bệnh viện gặp Minh, thì cũng là lúc Trà My đưa anh Thư tới trường quay. Trà My muốn ép anh Thư công khai với báo chí và truyền hình rằng mình ly hôn. Trước khi bước ra khỏi xe, Trà My hỏi anh Thư, cô chắc sẽ không đổi ý chứ? Anh Thư trả lời, tất nhiên rồi. Chỉ cần bà giữ lời hứa mà bà đã hứa với tôi là được rồi. Bà ta nói, sau khi tin ly hôn công khai, chồng tôi sẽ chắc chắn nhờ một luật sư giải quyết ổn thỏa mọi thủ tục và bồi thường thiệt hại. Cô yên tâm đi. Anh Thư nói với Trà My, tôi chỉ muốn nhờ bà chăm sóc trúc mai của tôi. Như vậy là đủ rồi. Trong khi đó, ở tại bệnh viện, Minh như điên lên với bác sĩ. Hắn ta quát tháo ầm ĩ, muốn gặp người giám hộ của mình. Minh cầm cây nạn quát tháo ầm ĩ, thậm chí đánh cả bác sĩ. Cũng may Hải Đăng vừa tới kịp thời. Nhìn thấy Hải Đăng, Minh đuổi bác sĩ ra ngoài. Hải Đăng tới hỏi Minh, anh tìm tôi có việc gì? Minh hỏi lại, anh là ai? Tại sao lại nhận là người giám hộ của tôi? Hải Đăng thẳng thắn trả lời, tôi là chồng của anh. Minh nói, tôi đoán đúng rồi. Vì thế, tôi mới gọi cho anh đó. Tôi đã nhớ ra hết mọi chuyện rồi. Chuyện mà anh muốn biết, anh hỏi tôi ai đã từng bên cạnh tôi lúc tôi bị tai nạn, đúng không? Hải Đăng gật đầu, và hỏi, ai vậy? Minh nói trong ấp úng, anh có biết là ai không? Là mẹ anh đó, bà Trà My. Nghe vậy, Hải Đăng hỏi lại, anh có chắc chắn không? Người ở bên cạnh anh lúc đó là... Vừa nói tới đây, thì Minh đập tay xuống giường, mà nói, đúng chính xác là bà ta rồi. Minh chỉ vào đầu của mình, và nói rằng, cái này của tôi xài được rồi. Mụ đàn bà đó đã để mặc cho tôi chết. Anh biết tại sao không? Hải Đăng lắc đầu. Minh trả lời, tại vì bà ấy muốn để cho anh Thư, vợ của anh, trở thành tội phạm giết người. Tất cả đều là do mụ ta gây ra, để anh Thư phải ra khỏi nhà. Mụ ta đã phối hợp với bác sĩ Yên Đan, thuê tôi đào với quá khứ của anh Thư. Hải Đăng hỏi, vậy quá khứ của anh Thư anh là gì? Anh đã tìm hiểu đến đâu rồi? Minh nói với Hải Đăng, giờ tôi cũng không còn gì để mất. Tôi nói thật cho anh biết đây, và đừng bất ngờ. Anh Thư đã có một đứa con gái, hồi lúc trẻ. Bây giờ nó đã 21 tuổi rồi. Nghe tới đây, thì Hải Đăng nhớ lại lời của Trà My đã từng nói với bố mình về chuyện này. Hải Đăng suy nghĩ, dì đã từng đi tìm quá khứ của anh Thư, mà anh không để ý tới. Sau đó, Hải Đăng hỏi, anh có biết con gái của anh Thư là ai, và đang ở đâu không? Minh trả lời, tôi không biết. Hải Đăng hỏi tiếp, vậy còn cái bí mật của bố mẹ anh Thư? Minh cười, khiến cho Hải Đăng cáu lên, nói, nhanh đi, bí mật là gì mà anh uy hiếp vợ tôi? Minh đọc trong miệng, mếu máo, Nguyễn Minh Khuê, tên thật của anh Thư đó. Mẹ nó là một kẻ tội phạm, phóng hỏa, giết chồng, giết 27 mạng người năm xưa ở Bà Rịa. Sau khi biết được sự thật mà tên Minh đã nói, thì Hải Đăng sẽ xử lý ra sao với bà Trà My và Yên Đan? Tất cả sẽ có trong những diễn biến tiếp theo của bộ phim Hoa Vương. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới. Like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.